vì sao gọi là vô nhiễm vô trước tam ma địa vì khi trụ tam ma địa này quán tất cả pháp đều đồng một tướng tướng ấy là vô tướng vô nhiễm vô trước nên gọi là vô nhiễm vô trước tam ma địa thiện hiện đó là tướng đại thừa khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu lại nữa thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát ấy là bốn niệm trụ bốn niệm trụ là gì một là thân niệm trụ hai là thọ niệm trụ ba là tâm niệm trụ bốn là pháp niệm trụ thế nào là thân niệm trụ nghĩa là khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện tuy đối với nội thân hoặc ngoại thân hoặc nội ngoại thân luôn trụ pháp quán thân trên thân nhưng không câu hữu với tầm và tứ nhiệt tâm tinh tấn đầy đủ tránh chi diệt trừ được tham yêu thế gian thế nào là thọ niệm trụ nghĩa là khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với nội thọ hoặc ngoại thọ hoặc nội ngoại thọ, tuy trụ quán thọ trên thọ, nhưng không câu hữu với tầm và tứ, nhiệt tâm tinh tấn, biết rõ sự tình giác, trừ được tham yêu thế gian thế nào là tâm niệm trụ nghĩa là khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với nội tâm hoặc ngoại tâm hoặc nội ngoại tâm tuy trụ quán tâm trên tâm nhưng không câu hữu với tầm và tứ nhiệt tâm tinh tấn tránh niệm tình giác trừ được tham yêu thế gian thế nào là pháp niệm trụ nghĩa là khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với nội pháp hoặc ngoại pháp hoặc nội ngoại pháp tuy trụ quán pháp trên pháp nhưng không câu hữu với tầm và tứ nhiệt tâm tinh tấn tránh niệm tình giác diệt trừ được tham ưu thế gian lại nữa thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với nội thân luôn quán thân trên thân nhiệt tâm tinh tấn tránh niệm tình giác diệt được tham ưu thế gian nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện quản kỹ tự thân khi đi như thật biết đang đi khi đứng như thật biết đang đứng khi ngồi như thật biết đang ngồi khi nằm như thật biết đang nằm mỗi oai nghi sai khác nơi tự thân đều như thật biết như vậy nhiệt tâm tinh tấn tránh niệm tình giác diệt được tham yêu thế gian đó là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ pháp quán thân trong nội thân nhiệt tâm tinh tấn tránh niệm tình giác diệt được tham yêu thế gian lại nữa thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện chủ pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, tránh niệm tình giác, diệt được tham yêu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, quán kỹ tự thân, biết rõ sự qua lại, biết rõ sự nhìn tới nhìn lui, biết rõ sự cúi xuống ngước lên, biết rõ sự co duỗi, mặc tăng giả lê, đắp y, ôm bát, khi ăn khi uống, khi nằm nghỉ, lúc kinh hành, khi ngồi dậy, lúc nghinh dước, thức ngủ, nói năng im lặng, nhập xuất các định đều tránh niệm biết rõ, đó là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, tránh niệm tình giác, diệt được tham yêu thế gian. Lại nữa, thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ pháp quán thân trên thân, nhiệt tâm tinh tấn, tránh niệm tình giác, diệt được tham yêu thế gian, nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện quán kỹ tự thân khi thở vào như thật biết thở vào khi thở ra như thật biết thở ra khi hơi thở dài như thật biết hơi thở dài khi hơi thở ngắn như thật biết hơi thở ngắn như thở quay bánh xe hoặc đệ tử vị ấy khi lực bánh xe quay lâu như thật biết lực bánh xe lâu khi lực bánh xe mau như thật biết lực xe mau đại bồ tát này cũng như vậy như thật biết rõ sự sai khác của hơi thở ngắn và hơi thở dài đó là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ pháp quán thân trong nội thân nhiệt tâm tinh tấn tránh niệm tình giác diệt được tham yêu thế gian lại nữa thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu các đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện nhiệt tâm tinh tấn tránh niệm tình xác nên trừ được tham yêu thế gian nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ các giới sai khác của tự thân đối với địa giới như thật biết rõ đây là địa giới đối với các thủy giới như thật biết rõ đây là thủy giới đối với các hòa giới như thật biết rõ đây là hòa giới đối với phong giới như thật biết rõ đây là phong giới như đồ tẻ giỏi hoặc đệ tử vị ấy sau khi giết trâu rồi dùng dao thật bén mổ xẻ thân phân làm bốn phần hoặc ngồi hoặc đứng như thật biết rõ đại bồ tát này cũng vậy khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quan sát sự sai khác của bốn giới, địa, thủy, hỏa, phong, nơi tự thân. Đó là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, tránh niệm tỉnh giác, diệt được tham yêu thế gian. Lại nữa thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ pháp quán bản thân trong nội thân nhiệt tâm tinh tấn tránh niệm tình giác diệt trừ tham yêu thế gian nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện quán kỹ tự thân từ chân đến đỉnh đầu trong đó đẩy rẫy những thứ bất tịnh bên ngoài nó được lớp da mỏng bao bọc tuy được gọi thân này nhưng chỉ gồm các loại tóc lông móng răng da dày da mỏng máu thịt gân mạch xương tủy tim gan phổi thận lá lách mật bao tử ruột già ruột non phân nước tiểu nước mũi nước bọt nước dài nước mắt mồ hôi đà mù mỡ trài mỡ nước não ghèn giấy tai bên trong tràn đầy những thứ bất tịnh này như trong kho của các trường già hoặc nông phu chứa đẩy các loại ngũ cốc gồm nếp mè lúa đậu bắp v. vân v. vân người sáng mắt mở kho ra xem biết đúng như thật trong ấy chỉ có nếp mè lúa vân vân đại bồ tát này cũng như vậy quán kỹ tự thân từ chân đến đỉnh đầu đầy dẫy bất tịnh chẳng đáng tham đắm đó là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ vào pháp quán thân trong nội thân nhiệt tâm tinh tấn tránh niệm tỉnh giác diệt được tham yêu thế gian. Lại nữa thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, tránh niệm tỉnh giác, nên trừ được tham yêu thế gian, nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, khi đến gò mà quan sát tử thi bị vứt bỏ hoặc thây chết đã một ngày hai ngày cho đến bảy ngày tử thi chướng sình lên sắc ngã xanh bầm da thối giữa máu mủ lan tràn thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta tánh chất cũng như vậy đủ pháp như thế nếu chưa chứng niết bàn rốt cuộc cũng như vậy nên xanh nhàm chán xa lìa đó là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ pháp quán thân trong nội thân nhiệt tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác diệt được tham ưu thế gian lại nữa thiện hiện khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, tránh niệm tình giác, nên trừ được tham yêu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đi đến chỗ gò mà, nhìn tử thi bị vứt bỏ. Đã một ngày hoặc hai ngày cho đến bảy ngày, tử thi bị các loài cầm thú, như chim, diều hâu, quả kênh kênh cỏ beo chó sói trồn vân vân hoặc mổ hoặc quắp lấy cắn xé ăn nuốt xương thịt vun vãi thấy việc này rồi tự nghĩ bản thân